Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án buôn lậu đưa hối lộ, nhận hối lộ liên quan đến sai phạm xảy ra tại tri cục Thú y vùng 6, trạm kiểm dịch động vật cảng Bưu điện, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời tạm giam tri cục trưởng và Chi cục phó theo điều tra ban đầu, chỉ trong 8 tháng đầu năm 2023, thì các đối tượng đã nhập khẩu chót lọt hơn 77.400 tấn hàng, trị giá hơn 950 tỷ đồng. Theo đó, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố bị can đối với Bạch Đức Lữ, tri cục trưởng tri cục thú y vùng 6, Lý Hoài Vũ, tri cục phó cùng các nhân viên khác, khởi tố các bị can Trần Nguyên Bình, Đỗ Thủy Nhung vì tội đưa hối lộ, buôn lậu. Theo điều tra ban đầu, công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu dinh dưỡng Hoàng Sa do vợ chồng Trần Nguyên Bình, Đỗ Thủy Nhung thành lập và tiếp tục lập thêm 5 công ty khác, Mục đích là để nhập khẩu trái phép các sản phẩm ở các quốc gia châu Âu không được nhập vào Việt Nam về bán cho các xưởng nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam nhằm thu lợi bất chính. Để thực hiện chót lọt hành vi phạm tội, bị can bình và nhung chỉ đạo cho các nhân viên thực hiện hàng loạt hành vi phạm tội như sửa nội dung khai báo hải quan, sửa thông tin nguồn gốc xuất xứ, làm giả giấy chứng nhận y tế của nước xuất khẩu, chuẩn bị sẵn mẫu đạt chuẩn để móc nối sau khi nhập hàng về hai bị can móc nối đưa tiền cho trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật cảng biêu điện trần trung nhân để được cấp giấy chứng nhận kiểm dịch đủ điều kiện để làm thủ tục thông qua